May cho em đó, không có lần thứ hai đâu. Vâng, em biết rồi ạ. Chỉ tội cho An Chi, toàn gặp lúc anh ta đang lên cơn. Em... Thôi làm việc đi, đừng bao giờ sai sót nữa. Vâng ạ. Chào chị. Sao mà khó khăn với người ta quá vậy không biết nữa. Chuyện gì nữa? Dạ bên studio không cho tụi em lấy đồ, tại vì chuyện này trước giờ là do chị An Chi làm. Họ đòi bao nhiêu là giấy tờ, khiến tụi em á phải chạy đi chạy lại cả buổi sáng luôn á. Đúng rồi, lâu nay lấy đồ trả đồ toàn là do chị An Chi làm mà. Họ không cho mấy bà lấy là phải rồi. Thôi, lấy được đồ vậy là tốt rồi. Treo lên chuẩn bị fitting, người mẫu sắp tới rồi đó. Dạ chị. Miễn. Dạ. Cái bài của tôi cô giao cho ai hiểu đến vậy? Sao giờ thấy gửi lại? Em làm luôn ạ. Cô liệu hồn á, đừng có làm sai nữa đó. Cô đang trong tầm ngắm đó biết chưa? Dạ biết rồi ạ. Lê Minh. Dạ. Em gọi book studio và makeup lại giúp chị chưa? Ôi tôi chết, em quên mất. Đây đây em làm ngay đây ạ. Trời ơi, cái đống makeup hôm qua của tôi đâu rồi? Ai đem về, sao bây giờ tôi tìm hoài không có ra đây nè. Bây giờ mới thấy tầm quan trọng của An Chi trong cái văn phòng này rồi đó. Bắt đầu rối lên hết rồi. Bây giờ rõ rồi hả? Mọi người cứ chê bai cô bé tóc xù của tôi, trong khi mọi người đang tập trung chuyên môn thì quái âm thầm lặng lẽ sẵn sàng chuẩn bị hết mọi thứ. Bây giờ không có cô ta rồi đó, mọi người tự làm tự bơi hết đi. Đúng rồi đó. Đó giờ biết bao nhiêu là việc mà cô ta không hề than vãn một tiếng nào hết. Anh sửa hết cái bài này lại cho em. Từ từ đi. Bao nhiêu là lỗi chính tả đó? Thì để từ từ. Nam Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu mà chị định nói về cô trợ lý thì tôi không muốn nghe đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mọi người tập trung vào làm việc đi. Anh vào đây có việc gì không? Tôi có cái này muốn đưa cho anh. Anh xem đi. Là gì đây? Anh cứ xem đi rồi sẽ hiểu. Chào anh. Tôi rất thích ý tưởng trong câu chuyện này. Nó là của anh hả? Anh thấy ý tưởng này rất là mới mẻ đúng không? Đúng. Rất là đặc biệt và tôi rất thích nó. Tôi muốn sử dụng nó cho bộ hình sắp tới trong số đặc biệt. Chính xác. Khi vừa thấy nó, tôi cũng đã nghĩ đến cách sử dụng như anh vừa mới nói. Lâu nay, chúng ta tiếp nhận chuyện cổ tích theo hướng các nhân vật chính. Tại sao chúng ta không tập trung vào các nhân vật phụ xung quanh? Họ cũng đều là những nhân vật đặc biệt, đã in sâu trong ký ức mỗi chúng ta mà. Đây đâu phải là chuyên môn của anh đâu. Tôi đang nói hộ một người, mà người đó chính là chủ nhân của cuốn sổ này. Thì ra anh không phải là chủ nhân của cuốn sổ này à? Nó là của anh chị. Ý tưởng này là của cô ấy. Nếu anh muốn sử dụng ý tưởng này thì anh nên mời cô ấy quay trở lại để phát triển. Ý của anh là tôi phải mời cô ta quay lại đây làm việc à? Chính anh là người đuổi cô ấy đi, thế nên tôi nghĩ
anh nên là người mời cô ấy quay trở lại. Trên đời này á, làm có cái chuyện một tờ tạp chí nổi tiếng lại đi năn nỉ một cô trợ lý quay lại làm việc. Quên cái chuyện được cười ấy đi. Tôi sẽ không sử dụng ý tưởng này nữa. Cầm lấy đi. Hóa ra từ trước giờ ấy, tôi đã đánh giá sai với anh. Cứ tưởng đi Tây về rồi suy nghĩ sẽ thoáng hơn, ai ngờ lại nhỏ nhen thế này cơ chứ. Chị ơi, mình đang tuyển nhân viên bán hàng đúng không chị? Nhưng mà em có một cái thắc mắc nho nhỏ vậy nè. Em có lớn hơn 2 tuổi so với cái yêu cầu của mình thì có được... Alo? 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 Anh làm sao thu xếp cho An Chi quay trở lại phòng hành chính cũng được? Tôi biết cô xuống đây là vì chuyện này. Sáng nay tôi có lên gặp chị La La rồi. La La nói sao? Thì tôi cũng nói y chang như cô vậy đó. An Chi là người của phòng hành chính, tôi muốn đưa An Chi về phòng hành chính nhưng mà chị nói không được. Sao lại không? Dù gì thì An Chi cũng thuộc biên chế phòng hành chính mà. Thì cũng nói y chang như cô vậy đó. Mà chị La La chỉ nói chị không giải quyết được, vì chị phải tôn trọng cái quyết định của cái anh chàng giám đốc sáng tạo gì mà chị mới tuyển vô đó. Anh ta đúng là... Nè, cho tôi hỏi, bây giờ nghe nói anh ta là con cưng của phòng biên tập phải không? Cho nên chị La La dung túng cho anh ta lắm, muốn làm gì làm, phải không? Dạ. Tới giờ tôi đi họp rồi, tôi đi nha. Chị cũng thấy tội, nhưng mà thôi kệ. Cảm ơn cô. Tôi muốn sử dụng ý tưởng của cô cho bài thời trang của số báo đặc biệt sắp tới của Hermos. Tôi mong cô hãy quay trở lại làm việc. Không được đâu. Tôi không có ý định quay trở lại Hermos. Nhưng mà anh vẫn có thể sử dụng ý tưởng của tôi. Cô vẫn giận tôi về chuyện hôm đó hả? Hay thật sự cô không muốn quay trở lại làm việc ở Hermos nữa? Chuyện ngày hôm đó
Thật sự tôi đã cư xử hơi quá đáng với cô. Tôi đã thiếu kiềm chế. Tôi xin lỗi. Tôi xin cô hãy quay trở lại làm việc ở Hermos để góp một phần công sức của mình cho số báo đặc biệt sắp tới. Không đâu. Nếu chưa để được việc cho anh đó, thì tôi sẽ không quay trở lại. Thật sự làm việc với anh tôi cảm thấy không thoải mái. Và tôi biết là anh cũng vậy. Chúng ta đừng có làm nhau khó xử nữa. Tôi đã tìm được công việc mới rồi, và ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn. Cô An Chi, anh đã tìm tới đây, tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn được phần nào rồi. Nè, Minh Huy, tôi in ra cho cậu luôn rồi đó, kiểm tra lại đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Nè em, anh Sơn Tùng. Hả? Bài viết được của anh ok rồi đó. À, cảm ơn. Nhưng vẫn sai lỗi chính tả nhiều quá. Cậu thông cảm, điểm yếu của tôi mà. Ừ. Trời, công nhận cậu sửa kỹ quá. Kỹ còn hơn cô gái tóc xù bên đây nữa. Trời, anh vẫn còn chờ em mà tôi viết thành anh vang con chó em. Bậy quá, xin lỗi cậu. Anh làm việc tiếp nha. Rồi rồi. Em cho đi in đi. Cảm ơn chị. Cô không phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tuyển. Kinh nghiệm hành chính cũng không đủ. Xin lỗi cô. Sao nấu mì rồi để ở đây? Đi đâu rồi không biết nữa. Mì nở thì le tét lét hết trơn. Mẹ ơi! Ba! Ba cái tờ in của tôi đâu hết rồi? Sao giờ này chưa thấy giao? À, anh Quốc thông cảm. Cái máy điên này nó lên cơn điên nữa rồi. À mà không, tôi kêu thợ rồi. Một tiếng nữa họ tới sửa xong cái tôi in liền ha. Trời ơi, máy móc gì đâu mà cứ hư hoài vậy? Yeah. Rồi kịp in cho tôi hay không? In mà không kịp, hư cái hợp đồng này có nước bán nhà đền đó chứ. Không phải giỡn đâu. Không có, không có. Anh yên tâm đi. Có ngàn tờ, in lẹ lắm. In xong cái tôi đem qua tôi giao liền ha. Thông cảm, thông cảm. À, mà nghe nói con gái của anh á làm ở trong cái tờ tạp chí thời trang gì đó lớn lắm. Nghe vợ tôi nói cái tên nó còn được in trên báo nữa. Coi bộ có tiền á thì kêu nó mua cho cái máy mới á mà in làm ăn. Cái máy gì đâu cũng mềm hư hoài vậy. Dạ 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 được. Anh thông cảm đi. Thôi về làm việc đi, tôi in xong rồi tôi đem qua liền cho anh nha. Thông cảm nha. Lỡ lần này nữa thôi đó nghe chưa. Dạ dạ. Phải in cho đúng tiến độ giao cho người ta. Dạ được. Ông là súng nhau đi ra ngoài đường ở cái đám đó. Dạ dạ. Thông cảm ha. Làm ăn cái gì đâu. Thank you.
Alo. Con nè ba. Ủa? Con gái cưng của ba hả? Nè, con ăn trưa chưa đó hả? Con ăn rồi. Mà ba nè, đừng có ăn mì nữa nha. Lớn tuổi rồi, ăn mì hoài là không tốt cho sức khỏe đâu đó. Ba đâu có ăn mì gói, mẹ con nấu đồ ăn ngon lành lắm. Ba ăn ngon lắm, con yên tâm nha. Lo làm công việc của con đi ha. Dạ. Mà mọi chuyện có ổn không ba? Ổn con, ổn. Ở nhà mình ổn lắm, con đừng có lo. Cứ tập trung lo công việc cho tốt nghe. Ờ nè, con. Dạ. Tháng sau con có lên báo nữa không vậy? Dạ có chứ. Tháng nào cũng có tên của con hết á. Con là nhân vật quan trọng trong đó mà. Thiệt vậy? Chàng ơi, nghe ba mừng quá à. Vậy á, để tháng tới là ba mua báo. Mời bà con trong xóm mình đọc nha. Dạ ba ơi, con có điện thoại rồi. Mình nói chuyện sau nha ba. Con làm việc nha. Giữ sức khỏe nha con gái. Lê Minh, photo gấp này cho tôi. Để đây này. Em photo đi, anh đang bận làm công chuyện mà. Minh Huy, dẫn đôi dao cậu sao rồi? Em tìm nó đây. Gấp gấp đi. Phi Yến. Dạ. Mày hiểu đến cái bài của tôi xong chưa? Em ăn làm đi. Em có thể nào mà dịch cái này từ tiếng Pháp qua tiếng Việt giùm anh được không? Đây là tiếng Anh anh ơi. Đây là tiếng Anh. Nói chung dịch qua tiếng Việt đi. Ai rảnh nghe giùm chị cái điện thoại đi. Anh đang bận rồi. Dạ, phòng biên tập của tạp chí Hormos xin nghe ạ. Trả lại cho cô. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì đã đọc những nội dung trong đó mà chỉ xin phép cô. Không có gì đâu mà. Nhưng mà không phải là tôi không muốn dừng lại. Tôi đã cố gắng dừng lại cả chục, cả trăm lần rồi. Nhưng mà... Thì anh chị không phải bạn thân nhất của cô à? Cô cũng biết họ là mối tình đầu của nhau rồi còn gì nữa. Tôi cũng vậy mà. Sao nhở? Có chuyện gì hả? Thuốc của tôi rồi thì tôi cần gì uống thuốc nữa.